Mình chào các bạn ha. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách sử dụng vôi mà để mà mình bón vô gốc á, để phòng ngừa và trị những cái bệnh. Thì các bạn biết á, là vôi ở ngoài thị trường á, thì nó sẽ có rất là nhiều loại vôi. Thì nếu mà sử dụng cho cây cây xoài mình á, thứ nhất á, là nếu mà cái đất của cái vườn nào mà các bạn thấy nó có phèn á, thì mình có thể sử dụng cái vôi mà vôi nông nghiệp mà cái công thức của nó là CaCO3 đó. Thì cái đó nó có khả năng là nâng pH và khử phèn. Nó hạ cái độ phèn xuống á, cho nó róc phèn, nó bớt phèn. Cái vôi đó thì không có trị được khuẩn ha. Còn cái vôi mà thứ hai á, mình muốn nói với các bạn á, là cái vôi có công thức là CaO á, thì cái vôi đó là vôi nóng. Khi mà đất của mình á, các bạn rải vôi đó lên, rồi các bạn xới sáo trộn ngay cái phần gốc á, thì nó sẽ hút hút mấy cái chất ẩm, nghĩa là nó hút nước đó, nó háo nước đó. Rồi nó cái vôi đó nó có tác dụng là nằm nóng lên, nó sẽ chết cái những cái con vi khuẩn ở khu vực mà xung quanh cái chỗ mà mình xới mà có trộn cái vôi đó vô, nghĩa là nó có tác dụng là khử khuẩn được. Và cái tác dụng thứ hai của nó là cung cấp canxi cho cái cây. Thì cung cấp canxi cho cái cây đó, thứ nhất là cái dàn lá của các bạn nó sẽ cứng, nó cứng lá, thân cành nó cũng cứng, nó không có bị chải chải giống vậy ha. Này là nó cũng hơi thiếu canxi nè các bạn, thành ra cái thân đồ này kia nó bị sệ nhiều, nó cong nhiều. Với lại cái độ lá của nó đó, thì các bạn thấy khi có canxi á, cái lá nó rất là dày, rất là cứng. Cái lá này thì nó hơi yếu ha. Nè. Đó. Thì khi mà thí dụ như các bạn mà không có cung cấp được vôi á, thì mình sẽ phun hỗ trợ là canxi bo. Còn nếu các bạn có cung cấp được vôi á, vôi CO ha, thì có thể là các bạn phun ít lại thôi, nghĩa là hỗ trợ trong cái quá trình nó mang bông thôi. Chứ lúc mà cựa gà đó, với lại nó chỗ thoát ra được một khúc đó, lúc mà chưa nở nhị đó, thì mình phun để mà hỗ trợ nó. Còn như nó đã đậu trái rồi á, trái to thì mình mới phun được, còn trái nhỏ thì mình cũng hạn chế phun ha. Cái vôi mà CO á thì rất là hay, các bạn kiếm để các bạn xài ha. Cái loại đó thì không chỉ những chỉ mà xài cho cây xoài không đâu, mà xài cho tất cả các loại cây luôn. Khi mà những cái loại cây khác á, nghĩa là cây mà không phải là cây lâu năm giống như cây xoài, thì khi mà làm đất á, ví dụ như là trồng dưa leo bầu bí hay gì đó, các bạn làm đất đó, thì các bạn mua vôi đó trộn vô cái vôi mà CO nóng đó, nó sẽ diệt hết những cái con mà khuẩn đó, vi khuẩn đó, và những cái con nấm có hại lẫn có lợi là nó diệt hết. Nghĩa là mình xài cái đó thì cái đất mình nó sẽ sạch. Rồi sau khi mà các bạn đã trộn vô rồi đó, thì mình sẽ phơi cho cái mặt đất nó ráo ra, cho nó khô đó, cho nó trắng ra khoảng chừng một tuần lễ, thì lúc đó là mình gieo trồng rồi này kia rất là tốt. Nhiều bạn thì cứ tưởng là mình mua vôi thì cứ ra là tiệm người ta bán thôi, nhưng mà nó có nhiều cái công thức để mình xài, chứ không phải vôi nào nó cũng như vôi nào ha các bạn. Các bạn xài vôi CO á, mình cũng có thể là mình thả xuống mương để cho nó diệt khuẩn, với lại nó làm trong nước cho cái mương của mình. Xoài của mình thì bữa nay cái dàn lá nó gì các bạn, mình cũng sửa soạn kích thôi, chứ mình cũng chưa kích, nó cũng chưa có tới cái độ lắm các bạn nè, nó xanh nhưng mà nó cũng chưa có già lắm. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là cái phương pháp dùng vôi ha, để mà tránh cái hiện tượng nước cháy sau này. Còn thì cái clip trước á, mình có chia sẻ, thì thứ nhất á, là do nó thiếu canxi thôi. Canxi thì mình bổ sung vôi, rồi mình có hỗ trợ thêm nó bo canxi. Còn mấy cái vụ mà nó bị sâu mà nó cắn hoặc là nó chích á, mà làm nứt trái đồ này kia, thì cái đó mình bắt buộc phải phun phòng thôi các bạn. Phun phòng sâu là chuyện
nhà vườn mình làm quá bình thường. Chuyện đó là thì ai làm vườn cũng đã làm từng qua rồi, thành ra mình cũng không có nói về chi tiết những vấn đề đó. Mình chỉ hôm nay mình chỉ có chia sẻ với các bạn là cái dồi mà CaO á, để các bạn phân biệt được là CaO và CO2 ha. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn nào mà có thắc mắc á thì nhắn tin cho mình. Rồi mình và các bạn sẽ giao lưu ha, như là về cái kỹ thuật làm xoài hoặc là về cái mấy cái loại thuốc á. Thì cái nào mình biết đó, thì mình sẽ giao lưu với các bạn. Còn cái nào mình không biết thì mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ cung cấp để mà trao đổi ha. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.